Kính thưa toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty VBS, tại thời khắc thiêng liêng này, thay mặt ban lãnh đạo công ty, tôi xin chúc toàn thể anh chị em cùng gia quyến một năm mới hạnh phúc, an vui và thành công. Tôi xin ghi nhận năm qua tất cả chúng ta đã cùng nhau đoàn kết vượt qua những khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt tất cả những nhiệm vụ mà tổng công ty giao. Trong năm 2019, chúng ta đã hoàn thành 20 công trình sửa chữa lớn cho hệ thống thiết bị chính và phụ các tổ máy với tổng chi phí hơn 1.000 tỷ đồng. Về công tác kinh doanh dịch vụ sửa chữa, chúng ta đã đạt được mức doanh thu là 40 tỷ đồng. Trong đó, nổi bật nhất là công trình đại tu tổ máy 300 MW cho công ty nhiệt điện Nghi Sơn đã được khách hàng đánh giá rất cao, tạo tiếng vang lớn tại thị trường phía Bắc. Với việc đảm nhận thêm công tác sửa chữa cho nhà máy điện mặt trời Vĩnh Tân 2 và nhà máy điện Vĩnh Tân 4 mở rộng, đến nay tổng công suất do IBS phụ trách sửa chữa là hơn 7.300 MW, góp phần quan trọng tạo ra tổng sản lượng năm 2019 mà IBS phụ trách sắp xỉ 40 tỷ kWh. Phát huy những thành công đã đạt được trong năm vừa qua, năm 2020 chúng ta sẽ đẩy mạnh nghiên cứu phát triển các giải pháp công nghệ tiên tiến như ACM, CBM, AMS, CFD để giúp các nhà máy điện tăng độ tin cậy, an toàn liên tục và tiết kiệm chi phí sửa chữa. Với tầm nhìn là thương hiệu hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á về sửa chữa bảo dưỡng nhà máy điện, tôi hy vọng và tin tưởng rằng toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty luôn vững vàng một niềm tin, một ý chí, quyết tâm để cùng nhau tạo bước chuyển mình mạnh mẽ trong năm 2020. Khi VBS tiến tới kỷ niệm 5 năm thành lập công ty, một lần nữa nhân dịp Tết Canh Tý 2020, thay mặt ban lãnh đạo công ty, tôi xin chúc cán bộ công nhân viên và gia quyến một năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và thành công.